Vậy xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Toàn Nguyễn Channel. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chuỗi video về điều khiển cơ SRM Part 2. Review lại một chút cái buổi PGN hôm trước thì mình đã giới thiệu các bạn về tổng quan về cấu trúc của cơ SRM so với những ưu nhược điểm so với những loại động cơ xoay chiều 3 pha khác và những ưu điểm của hệ chế độ SRM được sử dụng trong ô tô điện, và cuối cùng là đã mô phỏng một phần về hệ chuyển động SRM, quy trình vẽ bao gồm khối động cơ, khối đo vận tốc gấp và chuyển động của động cơ. Tiếp sau đó là xây dựng về bộ điều khiển, bộ điều khiển cho động cơ SRM, đó là chính bộ biến đổi cầu không đối xứng quy trình vẽ gồm hai vạn bán dẫn IGBT và một điện ngược cấp điện cho một pha. Ok, về tiếp sau buổi nội dung của ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm nốt về khối điều khiển tốc độ của động cơ. Ok, chúng ta cùng bắt tay vào xây dựng khối điều khiển tốc độ. Nếu bạn nào mà chưa xem phần 1 thì các bạn có thể theo dõi từ phút thứ 20 đến phút thứ 30 để cho giảm thời gian, để các bạn có thể xem khối xây dựng khối Turian Bridge này như thế nào. Ở đây là khối đo dòng điện, mình cũng đã hướng dẫn các bạn về cách tạo mask, làm sao để viết chữ trên các khối và xây dựng lại các khối này thành các subsystem sao cho bài một vòng điều khiển của bạn được xây dựng cái khối này cho người nhìn vào rất là dễ hiểu và trực quan hơn, và chia thành các khối. Ok, mình sẽ đi vào phần xây dựng khối speech controller. Mình sẽ update khối này là speech controller. Thì bộ điều khiển tốc độ thì sẽ gồm hai thành phần. Thứ nhất là bộ điều khiển tốc độ truyền thống theo bộ điều khiển PI truyền thống, đó chính là bộ điều khiển PI controller. Đầu ra của bộ điều khiển PI chính là lượng đặc của Newman, và cuối cùng là bộ điều khiển trong cùng là bộ điều khiển dòng điện. Thì đây thì chúng ta sẽ sử dụng bộ điều khiển giải trễ hysteresis controller. Chúng ta sẽ xây dựng bộ điều khiển discrete, tức là bộ điều khiển gián đoạn này. Controller hết continuous. Ok, và chúng ta sẽ có đầu vào input chính là tốc độ của cơ, tốc đạt của cơ, tốc độ đạt mong muốn, RPM reference. Chúng ta sẽ đặt một khối limiter ở đây. Giảm tốc độ lên 2000, âm 2000. Chúng ta có một cái weight làm cho lượng đặt của nó cong hơn chứ không là một đường thẳng tắp. Ok, bây giờ trong bộ khiển, khi mà xây dựng bộ khiển thì mình rất là thích xây dựng bộ khiển gián đoạn thường discrete, và sau đó thì chúng ta có thể nhúng toàn bộ bộ khiển này và trực tiếp vào view khiển bằng toolbox code Genoese C code trên vẽ. Ok, chúng ta sẽ có symbol tab để làm một PSC. Và chúng ta sẽ có một khối go to. Mình sẽ đặt tên đây
là so tốc độ đạt bạn chú ý là đặt tag visibility là global. Ok, và chúng ta có tốc độ đặt, chúng ta có tốc độ phản hồi. Tốc độ phản hồi từ phía sau chuyển động cơ RM đây. Đây chúng ta sẽ đặt tên thì là ok. Có rất là nhiều phím tắt trong việc sử dụng MATLAB Simulink. Bạn mình sẽ làm một video riêng về các phím tắt và các làm sao mà các bạn sử dụng Simulink một cách hiệu quả nhất. Và input thứ tư chính là tốc độ góc. Ok, tương tự này chúng ta sẽ có Red Transmission ở đây. Chúng ta có tốc độ của đặt động cơ và sẽ sum up với tốc độ thực tế phản hồi từ động cơ. Chúng ta sẽ làm ở đây. Ok, qua đó thì sẽ là đầu vào của bộ khiển PID, bộ khiển PA mà rất đơn giản để dễ hiểu đúng không ạ? Ta có lượng đạt trừ lượng phản hồi qua bộ điều khiển sai lệch này sẽ qua bộ khiển PA, và đầu ra ở đây sẽ là lượng đạt của moment. Đầu ra ở đây sẽ là lượng đạt moment. Từ moment chúng ta sẽ tính được giá trị dòng điện đặt cho ba pha của động cơ và qua bộ khiển hysteresis và cho ok. Tiếp theo mình sẽ xây dựng luôn bộ khiển discrete PA controller này. Ok, đây thì chúng ta có input chính là sai lệch đặt của tốc độ đặt và tốc độ phản hồi. Bộ khiển PI controller thì chúng ta sẽ xây dựng bằng hai khối kê hệ số điều khiển là KP và KI. Hơi đơn chút. Ok, chúng ta sẽ sử dụng khối gain. Gain sẽ KP. KP tầm gain KI. Sum up hai khối này nhé. Và ở KI này mình sẽ thêm khối chính là khối discrete tích phân. Discrete variable. Ok, mình sẽ đặt con số ở đây upper. B và A. Ok. Ok, chúng ta sẽ sử dụng các thông số của PI như này. Và chúng ta sẽ thêm một khối set, một khối input.
Research. Ok, sau đây thì chúng ta sẽ đặt một cái giới hạn Situation. Situation. Cái Apple là B. Đây là A. Ok. Đầu ra A phút okay. Set số constant. Không. Ok, tương tự thì mình sẽ tạo một cái match cho nó. Tiếp sau thì mình sẽ tạo một cái match để ra các thông số mà mình vừa điền và như sau. Parameter mình sẽ click vào edit, mình sẽ có tất cả 6 biến, tất cả symbol time abcd kp ki. Ok, hoặc là nhập thông số thứ nhất sẽ số ok pro for shino. Ok, copy. Ok, thứ hai là internal day, là internal. Ok, copy. Chú ý là ghi rõ chính xác tên của biến vừa đặt trong khối subitem. Thứ ba là integrator initial condition. Mình sẽ đặt là x0. Cuối cùng là các upper subitem. Limit B level separation limit là A và cuối cùng là hạt số sigma ps. Ok, và chúng ta sẽ có thêm một chút chú thích ở đây là discrete là PI controller with editor here why that. Ok, mình sẽ thêm một chút description ở đây là this block implement a discrete PI controller. Dạ, ok, các bạn thì tích vào đây cho mình đọc sẽ hiểu hơn. Ok, bây giờ không cần là cái số công mà cái là điều kiện ban đầu đó. Ok, sau đó thì các bạn sẽ thấy, các bạn sẽ click vào khối sắp xin mình này, các bạn sẽ phải nhập thông số trực tiếp vào đây và cách của mình hay làm. Mình sẽ format lại một chút, background mình thích màu ôi. Ok, cho nó trở nên đẹp hơn. Và cuối cùng
Như mình đã nói ở đây thì sẽ mình sẽ xây dựng bộ độ bộ kiểu dòng điện thêm một cái sắp to một chút. Mình sẽ đặt tên là heater is trong nhà heater is storage. Ok, mình sẽ bắt đầu xây dựng khối này. Khối này thì xây dựng đơn giản hơn thôi. Mình sẽ sử dụng một block có sẵn của Simulink, đó chính là khối SRM Communication Logic, rất tiện các bạn. Ok, và mình sẽ đặt góc bên đây là beta và xin được thang lên sang đây. Ok, các input ở đây thì chúng ta sẽ có năm input. Okay. Input số 1 sẽ là dòng điện đạt ES với phần số pha cơ. Input thứ 2 sẽ là góc delta, số 4, số 5 thì nó sẽ là góc mở delta on. Cuối cùng sẽ là dòng điện 3 pha của cơ, nó sẽ là delta on. Và sẽ đưa hai thứ lại với nhau và thực hiện cố gắng. Và cuối cùng là chúng ta sẽ trừ đi cái trị dòng điện thực ngồi về nhà sensor qua bộ điều khiển giải trễ mình nói thì chúng ta sẽ có lượng là dòng điện cấp cho ba pha cơ. Chúng ta sẽ sử dụng một khối relay sẽ là cái các lỗ ở đây switch on switch off. Các bạn đặt theo mình và tí mình sẽ tiếp tục tạo một cái mask ở bên ngoài và output. Nếu đoán output ở đây là gì? Sau bộ hiển dòng điện. Và thì ra chính là tín hiệu điều khiển 3 van của bộ biến đổi. Và sẽ đặt tên ở đây là bộ biến đổi Stereosix. Bài vì dài bởi vì sẽ trễ. Ok, đây là mình sẽ xây dựng xong cái sóng điện. Mình sẽ quay trở lại ra bên ngoài, mình lại các khối lại với nhau. Đây thì chúng ta có bụng bên bụng, mình sẽ copy correct transition. Và mình sẽ có tín hiệu sóng điện 3 pha của cơ như sau. Ok, mình sẽ góc phản hồi theta và hai góc theta on và theta off thì chúng ta sẽ phải đặt như thế nào. Thì hoàn toàn là tùy chúng ta thôi, chúng ta muốn góc ban đầu của cơ ở đâu
Mình sẽ ví dụ ở đây là đầu tiên là sẽ ở vị trí 4, tức là vị trí 45 độ, và đóng nó sẽ ở vị trí 2, tức là động cơ sẽ quay góc 45 độ. Ok, mình cũng không muốn tư tưởng anh kia. Mình sẽ đặt tên số khối như sau. Mình sẽ nghe cô một cưới lô tu. Mình sẽ đặt là biến y. Bạn chú ý là đặt global cho toàn bộ các biến gọi ra. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong. Trước khi đây thì mình sẽ biến phòng to một lượng 15 lần cho thí nghiệm điều khiển ba động cơ. Ok, xong rồi. Bây giờ mình sẽ tên là giờ. Ok. Các bạn có thể replay lại video as many times as you can để có thể theo dõi kịp bài giảng của mình, video hướng dẫn của mình. Format lại một chút để ra sai mình ra là không có xong này. Ok, mình sẽ gọi lại các khối form thôi. Đấy là phần điện IABC, chính là điện IABC. Update tab đây, apply. Ok, tương tự với form tốc độ như sau. Zoom chút. Và biến này sẽ biến ra F. Update tab ở sau. Rồi cùng là góc. Rồi, ok, mình sẽ cuối cùng là sẽ đưa vào cuối giờ. Vâng, cuối cùng thì mình đã hướng dẫn các bạn xong về hệ chuyển động động cơ SRM, và để xem kết quả thì các bạn sẽ add thêm khối scope. Thì mình thích đặt scope vào cũng vào một khối subactive. Như sau đó, và mình sẽ lôi ra một scope với 3 output. Ok, trong khối scope này thì mình sẽ lấy ra các tín hiệu như sau. Thứ nhất là tín hiệu RPM, là mình sẽ lấy khối tốc tu. Rồi mình sẽ lấy khối form một từ tên mở different và thứ tự là một cái pro tốc độ và phản hồi. Ok, mình sẽ so sánh hai giá trị này với nhau, mình sẽ mắc lại với nhau bằng một khối a mắc. Ok,
chúng ta sẽ bắt đầu ra output. Mình sẽ đặt chung là tốc độ đây. Mình sẽ đặt pay cái tín hiệu ở đây. Các bạn chuột phải chọn quality và các bạn điền tên vào khối ship name. Mình sẽ đặt tên là return initial. Ok. Ok. Tương tự đối với dòng điện và góc, các bạn làm hoàn toàn tương tự. Ở đây mình sẽ copy and paste từ bài kiểm có sẵn. Ok. Ok, chúng ta cũng quay trở lại với scope. Mình phóng to làm chút. Đây mình sẽ format lại scope một chút. Các bạn view chọn layer để chọn ba khối. Ok, tiếp sau các bạn chọn style. Mình thích ở đây là trắng và tím ở đây các bạn. Ok, như vậy thì cái scope bạn sẽ rất là dễ nhìn, copy and paste bằng các đường rất thuận lợi. Ok, thì mình vừa chỉnh lại một chút ở phần thông số của bộ kiện là Speech Controller như sau. Thì lúc vừa thì mình chưa gán thông số cho bộ kiện, ví dụ như là góc top moment ban đầu, position 2, giá trị bộ kiện giải trễ ban đầu là 10 và con số cực hạn. Thì các bạn chuột phải click và lại các thông số này. Và tương tự cho bộ khiển PI controller, các bạn nhập các thông số KP, KI và giới hạn bộ khiển giải trễ, saturation, emax, sinh thang vân vân. Ok, sau đó và cuối cùng mình sẽ tiến hành chạy mô phỏng cho các bạn xem mới ra với thời gian mô phỏng 3 giây. Ok, mình sẽ đồng thời bật scope lên. Mình đây, mình động cơ được tăng tốc trong khoảng thời gian 1.5 giây từ 0 đến 1.5 giây là 500 vòng trên phút. Tại 1.5 giây thì động cơ tiếp tục được tăng tốc lên tốc độ 1.000 vòng trên phút. Đây các bạn sẽ nhìn thấy khoảng thời gian động cơ gia tốc từ 500 lên 1.000 vòng phút như sau. Ok, kết quả đã rất là đẹp rồi. Có một chút về độ khóa điều chỉnh của bộ khiển PI controller, nhưng mà không sao. Đồ thị thứ hai chính là đồ thị dòng góc ba pha của cơ, và đồ thị cuối cùng là đồ thị góc rotor.
Alright. Sao? Xin ok, mình hy vọng các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nếu các bạn cần file simulation thì các bạn hãy comment ở bên dưới phần bình luận của video. Và Toàn sẽ gặp lại các bạn ở những video tiếp sau. Xin chào.